Alo bố, câu nè. Xuân đang tới anh ngỡ ngàng, bồi hồi lên trên Cún ơi! Dạ. Sao bố như cái này? Vâng ạ. Sau bao ngày biệt tích ở thủ đô, mình không phải tất tả tới trường. Chiếc bánh mì nguội ngắt được mẹ thay bằng bát phở nóng hổi. Gió thổi khe khẽ, tán lá lay động, lòng người nhẹ bẫng. Hôm nay, mình ở nhà đón Tết. Trên chuyến xe bon bon trở về, lướt nhanh trong đầu mình là thước phim quý giá một năm qua, những người bạn mới, trải nghiệm mới, niềm vui mới và cả những nỗi buồn. Mình học được cách yêu thương bản thân, gia đình, bạn bè và những điều nhỏ bé nhất. Mình học được cách chấp nhận lỗi sai của chính mình, chấp nhận cuộc sống sẽ có người rời đi. Đáng trân trọng nhất là bản thân đã trưởng thành hơn nhờ những điều đó, để khi phụ bố rửa lá dong gói bánh chưng, lòng mình cảm thấy thật thoải mái, bình yên. Julius đã dạy mình nhiều hơn những gì mình mong đợi. Tuy chỉ là cô cậu sinh viên dần bước vào dòng tố của ngưỡng trưởng thành, nhưng mình tin rằng mỗi dịp Tết trôi qua là một cột mốc đáng nhớ cùng Julius. Cảm ơn vì bên cạnh những ngày tháng học tập và thi cử, mình lại được đón Tết, được quây quần cùng gia đình, ấm áp bên mâm cơm ngày Tết và chia sẻ một năm cũ đã qua. Tết đến là để về nhà.